Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn cách đăng ký một cái hồ sơ kiểm dịch thực vật nhập khẩu trên trong cái phần mềm. Thì trước tiên là đăng nhập, tôi đã mở và đăng nhập sẵn vào một cái công ty để cho hướng dẫn cho mọi người biết. Thứ nhất là vào cái hệ thống này, cập nhật tài khoản này. Thì trong cái cập nhật tài khoản này thì nó có cái tab đầu tiên là cái thông tin tài khoản. Tài khoản thì cái một cái ô khai báo thủ tục này, thì nếu mà nhập khẩu ấy thì chúng ta tích vào cái kiểm dịch thực vật nhập khẩu quá cảnh với kho ngoại quan và chúng ta cập nhật nhé. Còn trong cái trường hợp mà sử dụng cái làm hàng xuất khẩu thì chúng ta tích vào kiểm dịch thực vật xuất khẩu, tái xuất khẩu và tích vào cái sử dụng Chrome, sử dụng cái trình duyệt Chrome trên cho cái hàng xuất. Vì cái hàng xuất, cái một cửa quốc gia hàng xuất là nó không tương thích được với các cái trình duyệt khác, chỉ có Chrome là nó tương thích thôi. Đấy, thì xong chúng ta bấm bấm nút cập nhật. Và cái tài khoản nữa là cái tài khoản một cửa quốc gia ấy, thì đây mặc định nó là Firefox nhá. Nhưng mà đối với lại các cái máy tính mà cài Win 10, ta nên chọn Internet Explorer, tức là trình duyệt IE đấy. Khi là cái trình duyệt mặc định, và khi mở ra nó sẽ mở vào cái đấy. Và cái trình duyệt IE này thì khi mà cái Win 10 thì nó chạy nó sẽ mượt hơn, còn cái kia thì nó hay bị treo, cái Win 7 nó hay bị treo. Đấy. Thì chúng ta chọn Firefox, còn đối với Win 10 chúng ta chọn IE, vì là cái IE này thì cái tự động hóa nó cao hơn cái Firefox. Thì chốc nữa trên cái mục đăng ký khai báo trên một cửa tôi sẽ hướng dẫn. Thế còn đối với lại một cái nữa là cái thông tin sau khi mà ấy hết, thì sau khi mà chúng ta điều chỉnh cập nhật hết thì chúng ta bấm nút cập nhật bên cạnh. Còn đối với lại các cái thông tin về tổ chức cá nhân, cái tab thứ hai thông tin tổ chức cá nhân, nhất là chúng ta phải cập nhật hết, tức là cái tên đại diện tổ chức, tức là giám đốc, tên giám đốc hoặc là phó giám đốc mà tên cái người ký số ấy, nhập vào đây. Đấy, công ty thương mại Hoàng Long, tức là tên giám đốc hoặc phó giám đốc cũng được. Nói chung là đấy, thì Hoàng Long này, địa chỉ này, thì cái địa chỉ này chúng ta cũng có thể cập nhật được một cách bình thường. Thì khi mà cập nhật xong thì chúng ta kể cả khi mà thay đổi địa chỉ thì chúng ta cũng vào đây chúng ta cập nhật địa chỉ hoặc điện thoại hoặc email cái thứ chúng ta xong, chúng ta cập nhật, bấm nút cập nhật bên dưới này. Đây là xong cái phần cập nhật tài khoản. Bây giờ khi mà đăng ký một cái hồ sơ kiểm dịch thực vật nhập khẩu, chúng ta vào nhập khẩu đăng ký này. Đây nó xuất hiện một cái cửa sổ này, và chúng ta vào mở một cái đăng ký đầu tiên, tức là khi mà chưa có, sau này khi mà có hồ sơ rồi chúng ta có thể copy xong chúng ta chỉnh sửa cũng được, nhưng mà bây giờ chưa có thì chúng ta bấm một cái nút mở đăng ký này. Mở đăng ký thì nó xuất hiện một cái form về đăng ký kiểm dịch gửi đến, tức là làm cái cơ quan gửi làm cái thủ tục kiểm dịch ở cái cơ quan nào. Ví dụ như đây tôi là Kim Thành ạ, đúng không? Kim Thành, trạm kiểm dịch thực vật Kim Thành. Và cái dãy này thì chúng ta thứ nhất là nó chọn chính ngạch này, chọn trước này. Chính ngạch hay là biên mậu hay là cái thủ tục này cũng thế này, nhập khẩu hay là tạm nhập khẩu hay gửi kho ngoại quan hay quá cảnh chuyển khẩu, tái nhập khẩu là phải có, phải chọn trước. Và cái điện tử này thì chọn điện tử hoặc là thông thường. Thông thường điện tử này là trong cái trường hợp cái hệ thống một cửa mình hoạt động bình thường thì chúng ta để điện tử. Rồi sau này chúng ta sẽ xuất dữ liệu ra. Sau khi mà xong những cái nội dung ở bên trên này thì chúng ta tạo hồ sơ. Bấm một nút tạo hồ sơ này. Đấy, xuất hiện cái đấy. Và bây giờ một cái nữa là tổ chức cá nhân nhập khẩu thì đây rồi đúng không? Tổ chức cá nhân đăng ký đây rồi. Đấy, người giao dịch, tức là cái người mà đi xử lý đi đi làm hàng đấy, tức là người đi làm hàng để ký vào cái biên bản kiểm dịch ấy, thì là cái người này chứ không phải là cái người đại diện của công ty nhá, à, đại diện của giám đốc hay là phó giám đốc gì cả. Đấy, cái người người giao dịch này. Cái này thì cũng không bắt buộc phải đánh vào, đánh được không đánh cũng được, không sao cả.
Đấy thì còn cái nữa là cái tổ chức cá nhân xuất khẩu. Tổ chức cá nhân xuất khẩu thì chúng ta bấm một cái danh sách thả xuống này, chúng ta tìm. Tìm thì chúng ta chỉ cần đánh ví dụ như là chữ Yinu đúng không? Chỉ có cái chữ trong về đây có chữ Yinu chẳng hạn, đúng đấy. Yinu chỉ đánh chữ Yin như là nó ra ngay rồi, đúng không? Yin này, đấy. Yinu là nó ra, Yin nó ra ngay. Thế chọn vào đây. Trong cái trường hợp mà đánh ở trong này không có thì chúng ta vào đây tìm nó dễ hơn. Thì cái mục cái ô cái mục search search này, cái ô search ở bên trên này cũng đánh cũng thế. Nó sẽ ra ra bao ở đây nó có hai kết quả này, đúng không? 1 trên 2. Đây có hai chữ vàng vàng đấy, nó hiện lên một của hai kết quả. Chúng ta cứ di chuyển chuột lên xuống này là nó sẽ theo cái ấy. Và sau khi mà chọn à, mà có đúng rồi cái này thì chúng ta bấm chuột vào cái mình chọn đấy. Rồi mình chọn vào đây nó sẽ xuống như này. Trong cái trường hợp mà tìm ở trên cái nút nút tìm kiếm này không có hoặc trong cái danh sách thả xuống này không có thì chúng ta sẽ tạo mới, bấm vào nút tạo mới cái đối tác của cái tức là cái công ty xuất ấy. Đây, tạo mới. Tạo mới chúng ta chọn tổ chức này đúng không? Quốc gia Trung Quốc. Đúng không? Còn cái English hay là cái tiếng Anh hay tiếng Việt ấy, nếu mà tích vào đây nữa là hiện toàn bộ tiếng Anh lên. Tên tổ chức cá nhân đúng không? Trong trường hợp không có tiếng Việt ấy, thì chúng ta đánh tiếng Anh vẫn được. Địa chỉ là ví dụ Bắc Kinh ạ, đúng chỉ gì đấy đánh vào đây. Xong chúng ta copy cái địa chỉ tiếng Anh này xuống đây. Lưu chữ. Thế sau khi cái này sẽ có là sẽ A và B này. Đây. Nó xuống dưới này luôn này. Xuống cái vào cái danh mục luôn. Đây là chọn cái công ty này. Thế còn chọn cái phương tiện vận chuyển đường bộ hay đường biển là ô tô là cái số hiệu phương tiện này, đúng không? Hình thức vận chuyển này, số hiệu phương tiện pin này, đúng không? Cái giấy phép này thì nó sau này nó phải có cái nào có giấy phép thì nó sẽ tự cập nhật vào đấy chứ không phải đánh mà không đánh được vào đấy. Một cái nữa là cái thời gian kiểm dịch đây, thời gian kiểm dịch đây. Ngày giờ phút này đấy, chúng ta bấm chọn bao nhiêu phút này. Đúng không? Đăng ký mục đích sử dụng ví dụ như thương phẩm hay là kinh doanh hay là như là sản xuất hay như nào đấy, nơi hàng đến ví dụ như hàng đến đâu bây giờ cái cửa khẩu nhập là cửa khẩu nào rồi chúng ta chọn đây cái này nó là trạm Kim Thành thì mặc định nó là cửa khẩu Kim Thành rồi. Còn cái hàng của nước xuất khẩu này là Trung Quốc, cái nước xuất khẩu là Trung Quốc và cái cửa khẩu xuất là toàn bộ đây là toàn bộ cái cửa khẩu của Trung Quốc này. Trong cái trường hợp mà cái cửa khẩu nó không phải là của cái nước xuất khẩu này thì chúng ta bấm vào cái chúng ta không tìm thấy cái cửa khẩu của Trung Quốc cũng được hay là chúng ta muốn một cái cửa khẩu khác không phải là cửa khẩu của nước Trung Quốc thì chúng ta cũng bấm vào đây tức là cái cửa khẩu xuất đấy bấm vào cái tìm kiếm cái ống nhòm bên cạnh này lên đây thì có cái nút là hiển thị tất cả các cửa khẩu bây giờ hiện tại bây giờ là của Trung Quốc hết nhưng mà chúng ta bấm vào cái nút này lại hiển thị tất cả các cửa khẩu nó sẽ hiển thị tất cả các cửa khẩu lên đấy. Thì chúng ta chọn đánh một cái tên nào đấy đúng không? Ví dụ như là ra đít chẳng hạn ra này đúng không? Xít đúng không? Xít. Đấy. Khẩu ra xít đánh chữ ra xít là nó sẽ hiện lên hết 1/4 này. Đấy, nhưng chỉ có một dòng thôi. Những cái chữ nào mà nó tìm kiếm nó thích hợp thì nó sẽ
sẽ có ở đây, xong chúng ta bấm rồi nó sẽ hiện lên cái chữ cái dòng vòng vàng, chúng ta chọn chọn thì nó sẽ xuống dưới này là giờ xin này. Đấy. Đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ thôi cái này chọn cái khảo này. Đấy, sau khi mà chọn tất cả các cái này thì cái nút thêm hàng hóa này đèn màu xanh xanh nên nó sẽ nổi lên này, chúng ta sẽ bấm vào thêm hàng hóa. Chúng tôi tỏi củ ra, đúng không? Trong trường hợp mà không tìm thấy đánh khó thì chúng ta vào đây chúng ta tìm tìm đây, xong chúng ta chọn chọn đánh tên chọn chọn. Trong trường hợp mà nó có mặt hàng mà có giấy phép nó sẽ nổi cái giấy phép này lên, nhưng mà cái giấy phép đấy thì chúng ta phải nhập vào đấy. Nhập vào nó có hai cách nhập, nhất là vào cái hệ thống dữ liệu chung thì giấy phép, hoặc là nhập mới luôn đấy cũng được. Mới đây nó sẽ hiện lên cái này, chúng ta chọn cái ngày ngày nhập đúng không. Đấy, xong bắt đầu sau khi mà nhập xong cái này chúng ta tạo mới giấy phép này đúng không? Tạo mới giấy phép nó sẽ nổi lên cái này, ví dụ như 557 có 227, xong rồi chúng ta kiểm tra. Đây là cái giấy phép này tồn tại trong hệ thống, ví dụ như 469 đúng không? Kiểm tra. Đây, số giấy phép hợp lệ thì chúng ta chọn nhất nhập khẩu từ nước là Trung Quốc này đúng không? Trung Quốc này, xong rồi bắt đầu là qua cửa khẩu nào đúng không? Qua cửa khẩu ví dụ Kim Thành này. Cái này mình nhập qua cửa khẩu Kim Thành, cái là thủ tục kiểm dịch và xuất khẩu. Tức là căn cứ vào cái giấy phép của mình được cấp ra mình nhập vào đây. Xuất khẩu là tại chi cục tại Kim Thành, trong cái dịch vụ Kim Thành. Thủ tục ở đâu mình vào đấy, theo ở trên cái mã ấy. Chúng ta thêm mới hàng hóa vào đây, ví dụ như là cái này là thêm mới hàng hóa. Chúng ta thêm, nếu mà có nhiều mặt hàng chúng ta phải thêm luôn, không là chúng ta phải cập nhật nhé. Nếu mà chúng ta mà cập nhật xong là không thêm được vào nữa đâu, lúc đấy lại phải nhờ admin thì mới cập nhật được. Đấy, làm một nào luôn, ví dụ như là táo quả tươi chẳng hạn đúng không, táo quả tươi đúng không, ví dụ như 10.000 tấn. Đấy, chúng ta khi mà chúng ta ấy rồi chúng ta cập nhật. Đây đã tạo xong giấy phép đúng không? Đây là táo quả tươi nhá. Thì bây giờ chúng ta nhập thành táo quả này đúng không? Trong cái trường hợp mà không có mặt hàng thì thôi cũng không không ấy. Đây, thế cái giấy phép của mình nó sẽ nổi lên đây. Đúng không? Mã HS thì chúng ta bấm vào đấy này lên, hoặc là chúng ta đánh vào theo cái mã của hải quan đi. Địa phương sản xuất mà không biết thì thôi, địa phương tức là từ đơn vị tỉnh trở xuống đó. Ví dụ như là cái này là Vân Đan chẳng hạn. Cái nước sản xuất là Trung Quốc, người đăng nhập từ Trung Quốc. Đấy. Nếu mà là người xuất khẩu thì chúng bấm vào đây, nó sẽ ABC Company Limited sẽ nổi lên. Số lượng là bao kiện bao gói, ví dụ như 1.000 hộp cắt tông chẳng đúng không? Bao nhiêu tấn khối lượng bì, ví dụ như 10.000 tấn, 10.000 kg đúng không? 10.500 kg đúng không? Bì 10.500. Đây thì in khối lượng tịnh thôi. Nếu mà chúng ta in khối lượng bì thì chúng ta bấm vào. Cái này nó chỉ có một, được một trong hai, in tịnh hoặc in bì. Cập nhật. Cập nhật. Thì đây nó sẽ có cái danh mục mà mình cập nhật đây. Mình gọi, nếu mà muốn thêm hàng nữa thì chúng ta thêm, muốn sửa thì chúng ta sửa, muốn xóa thì chúng ta bấm vào xóa, muốn thêm hàng mới thì chúng ta bấm vào đây đúng không, còn muốn sửa thì chúng ta sửa, muốn xóa thì chúng ta xóa. Đấy, sửa thì chúng ta lại nó lại lên trên này. Đấy. Sau khi mà xong hết rồi đúng không, khai được cái tên hàng xong thì chúng ta có thể lưu hồ sơ. Nếu mà chúng ta không muốn nhập nữa thì chúng ta đóng một cái dấu lại cũng được, đóng cái dấu dấu nhân ở trên này là nó sẽ tự hủy cái hồ sơ này đi, còn không thì chúng ta lưu hồ sơ vào đây. Đấy. Lưu hồ sơ. Đó.
để tạo mới nhá. Đấy, nơi làm thủ tục đây. Đây cái này là có an toàn thực phẩm nhá. Nó mặc tự động xác định. Đấy, chúng ta có thể chỉnh sửa đây cũng được. Chỉnh sửa cái này kiểm dịch không cũng được. Đấy. Cái gì nó như thế. Đây khi mà đã tạo được cái hồ sơ này rồi nhá, chúng ta tôi hướng dẫn cho cách. Bây giờ trong cái trường hợp này nếu mà mình muốn sửa nữa ấy, thì mình cứ bấm vào đây, mình bấm một cái bút sửa này, mình lưu à, mình sửa thôi. Yeah. Sửa. Đây là trong cái trường hợp tạo mới. Nếu mà gửi rồi ấy thì cũng vẫn bấm, gửi rồi mà chưa tiếp nhận thì cũng vẫn bấm vào đây được. Sửa được. Sửa nhưng mà sửa xong thì lại phải gửi lại hồ sơ. Thì nó mới sang cái hệ thống của cán bộ của các cái chi cục, các cái đơn vị làm kiểm dịch thì nó mới cập nhật được cái hồ sơ mới lên. Thế sau khi mà tạo được cái hồ sơ này rồi này thì chúng ta sang cái có thể gửi hồ sơ rồi nhá. Gửi hồ sơ. Đấy. Gửi hồ sơ thì chúng ta có thể gửi hồ sơ. Đấy, hoặc là chưa gửi cũng được, chúng ta sang cái hệ thống khai báo điện tử vào cái để chúng ta áp cái này trên một khẩu trên trên một cửa nhé. Áp lên một cửa nhất là vào nhập khẩu này, khai báo điện tử. Trình duyệt nó loát. Đây loát là đây cái trình duyệt này đăng nhập này là trình duyệt này là Firefox đây, như cái góc trên bên trái mình nhìn có chữ có cái biểu tượng cái con cáo nửa nó ôm cái quả cầu này. Nếu mà chúng ta muốn chuyển sang cái IE cũng được, bấm một cái con cáo nửa này sang IE đấy. Đó. Bây giờ chúng ta cũng làm tạm khai tạm trên tạm trên cái một cửa này nhá. Cái IE này nhá. Cái Firefox này chúng ta nhất là bấm khi mà nó hiện lên đây chúng ta bấm một nút đăng nhập. Đăng nhập cái là đang chỉ bấm một nút đăng nhập thôi, không hoạt động gì cả, đăng nhập ở bên tay mé tay trái này. Tất cả những cái hồ sơ nằm trên cái menu dọc xuống này ở bên cạnh trái của màn hình này. Đấy. Và chúng ta đợi đăng nhập vào đã. Đấy, khi mà đăng nhập được tài khoản vào đây thì cái trang chủ, cái trang kiểm dịch này nó sẽ nổi lên, là chúng ta vào trang kiểm dịch bấm một cái nút trang kiểm dịch ra. Đây như toàn bộ làm khai báo là thủ tục hướng dẫn nhập trên một cửa là chúng ta làm ở cái trang kiểm dịch này, ở cái menu các cái nút bên tay trái này, các cái bảng này, trang kiểm dịch. Đấy, khi bấm vào trang kiểm dịch thì nó sẽ vào đây, vào cái trang này. Thế bây giờ chúng ta sẽ tạo mới này, đúng không? Tạo mới hồ sơ. Đấy. Ok. Toàn bộ tôi thông báo là hướng dẫn là toàn bộ làm trên cái menu bên tay trái, góc trên bên tay trái màn hình này nhé. Khi mà nó tạo mới, cái nút tạo mới nó mở đi và nó sẽ gì, nổi những cái nút tìm hồ sơ, chúng ta bấm vào tìm hồ sơ, tức là cái hồ sơ chúng ta vừa khai trên đấy, những cái hồ sơ mà vẫn còn xanh xanh như này này đấy, nghĩa là chưa khai trên một cửa, và chúng ta chọn đây có một cái thôi, chúng ta chọn đúng không? Chọn hồ sơ rồi thì chúng ta nhập Excel. Đấy. Nhập Excel thì nó sẽ thông báo khi hộp thoại xuất hiện, chọn file Excel có tên là PQS đăng ký tại thư mục D kiểm dịch nhập khẩu, vì mình cài cái phần mềm này trên thư mục, trên ổ D và thư ở trong cái thư mục kiểm dịch này, thì chúng ta vào cái thư mục D ở ổ D này, thư mục kiểm dịch nhập khẩu này, chúng ta chốc chúng ta chọn đây, nó sẽ hiện xuất hiện cái hộp thoại lên. Ok. Thế là nó chưa sợ. À, xin lỗi. Nó chắc là phần mềm. Trong cái office bị lỗi. Kiểm tra xem. Vừa nãy là nó do nó lỗi lỗi office, thì bây giờ tìm lại hồ sơ lại từ đầu này. Tìm hồ sơ này, chọn này, đúng không? Nhập Excel này. À, hồ D kiểm dịch nhập khẩu này. Lúc đấy giờ chưa được kích hoạt. Thế bây giờ khi mà nó hiện hiển thị lên cái hộp thoại này thì chúng ta chọn ổ D này, kiểm dịch này đúng không? Nhập khẩu này, đây chọn cái file PQS đăng ký này. Đấy. Thế thôi, chọn xong phát là
cứ để nó tự động đây, khi mà nó xong nó sẽ thông báo là upload file thành công rồi, đúng không? Upload file thành công thì bắt đầu nó khi mà thành công thì nó sẽ hiển thị cái nút new thông tin ở đây này, new thông tin ở đây nhé. Chúng ta nhớ là một điều là tất cả làm ở trên cái thanh 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 cái menu ở bên mé tay trái này nhé, new thông tin. New thông tin. New thông tin chúng ta bấm một nút new thông tin, chúng ta đợi một chút. Đấy. Đợi một chút. Alo, đợi anh chút nha, đợi anh chút. Đấy là sau khi mà nó hiện lên new vào thì nó sẽ hiện lên cái hồ sơ mà mình đã gì, mình đã khai bên kia đây, nó chiết xuất sang bên này, đúng không? Thông tin đính kèm hết này, đây xong chúng ta nhập thông tin đính kèm, đúng không? Đấy. Và cái mã hồ sơ nó sẽ thay đổi theo cái bên kia đây, 204036 này, mã hồ sơ nó sẽ cập nhật ở cái mã này, nó sẽ cập nhật theo cái mã này đấy, đúng không? Thế bây giờ chúng tôi làm lại cái hàng cái bên IE này nhá, chuyển sang cái tab này, chúng ta cũng đăng nhập như vậy, đăng nhập như vậy làm thì cái này nó đơn giản hơn bên kia một chút, tức là mình không phải chọn cái mã hồ sơ nữa, nó không phải chọn cái file Excel nó xuất ra nữa, nó làm tự động luôn. Đấy, đây nhá, khi mà chúng ta cũng vào trang kiểm dịch, chúng ta tạo mới, đúng không? Bấm một nút tạo mới này. Sau khi mà nó lên thì nó cũng nổi nút tìm hồ sơ lên này. Làm toàn bộ bên này hết nhá, với cái hồ sơ lúc nãy. Nhưng mà vì cái lúc nãy là mình đã khai trên một cửa rồi, thì bây giờ mình khai lại thì nó hiển thị màu đen. Màu đen nghĩa là đã khai trên một cửa rồi, có tức là có cái mã này nó áp vào rồi, nó sẽ chuyển thành màu đen. Thì chúng ta lại chọn nhá, chọn chúng ta nhập Excel. Và cái mục nhập Excel ở cái trên IE này thì nó tự động này, đây là trong trường hợp Excel mà không tự động thôi, chứ còn nó thường thường nó tự động hết đây nhé. Chúng ta bấm OK phát là nó sẽ nhập tự động rồi. Nhập tự động. Đây là cái trình duyệt E. Đấy, mình không phải chọn cái đăng ký mình xuất đấy, upload file thành công luôn. Đấy, và chúng ta cũng lưu thông tin như vậy. Lưu thông tin thì cái mã hồ sơ sẽ nó sẽ theo ở bên kia, nó sẽ theo cái 4037 này, đúng không? Đây nó lại hiện lên cái này, chúng ta áp cái file đính kèm cái thứ xong chúng ta gửi hồ sơ thì chúng ta biết rồi, đúng không? Gửi hồ sơ biết rồi. Đây thôi tôi không nói nữa. Thế còn cái bên này, cái mã hồ sơ đấy là 4037 đúng không? Bên này nó sẽ lại sang 4037. À đâu? À đúng rồi, đây 4037 này. Đó là chuyển thành 4037 này. Đấy, nếu không nhìn thấy chúng ta fresh lên. Sau khi mà khai xong rồi chúng ta gửi hồ sơ nhé. Gửi hồ sơ. Đúng không? Gửi hồ sơ. Đấy, gửi. Gửi bên kia, đúng không? Gửi bên kia là gửi mới. Đây là gửi trong phần mềm. Xong cũng gửi trên một cửa này chúng ta cũng gửi, đúng không? Khi mà đầy đủ các hồ sơ chúng ta gửi. Đấy, sau khi mà gửi rồi ấy mà chưa tiếp nhận thì chúng ta vẫn có thể sửa được. Được nhá. Sửa được đúng không? Xong chúng ta sửa thành thí dụ như là 11.000 đúng không? 11.500 đấy, cập nhật trạng đúng không? Sửa bình thường cũng lưu hồ sơ vào. Nhưng mà khi sửa xong mà sửa rồi mà gửi rồi thì chúng ta lại phải gửi hồ sơ lại đấy. Gửi hồ sơ lại thì cái dữ liệu nó mới cập nhật ở bên kia. Đấy, sau khi mà gửi xong nó sẽ có chữ khai sửa. Còn trường hợp ở bên kia ấy, bên hệ thống của cơ quan kiểm dịch ấy, họ tiếp nhận rồi thì chúng ta sẽ không bấm một cái nút này, chẳng không sửa được, mà chúng ta có cái nó phải chuột, nó sẽ có hiện lên cái menu xin sửa hồ sơ đây. Và chúng ta sửa bình thường, chúng ta cũng gửi như kiểu xin sửa trên một cửa ấy. Và trong cái trường hợp mà sửa ở đây rồi mà khai trên một cửa rồi thì chúng ta phải chuột, chúng ta xuất đăng ký ra Excel nhé. Để xuất đăng ký ra Excel, đúng không? Xuất cái đăng ký mới ra Excel. Đấy. Xuất ra file Excel đây này, xuất thành công ra file Excel kiểm dịch nhập khẩu PQS đăng ký nhá. Xong sang bên này thì chúng ta cũng xin sửa đây đúng không? Xin sửa chúng ta brow cái file đấy lên, xong chúng ta áp lên. Bây giờ nó đang 11.000 đấy, chúng ta brow cái file lúc nãy mình ấy đây. D kiểm dịch nhập khẩu này. Bây giờ cái này nó sẽ là 11 nữa. Chúng ta nhập Excel.
Đấy, cái này xin sửa thì nó là như thế. Nếu mà sửa cái nội dung thông tin đúng không? Đây thì nó thành 11.000 đây đúng không? Đấy, xong chúng ta cũng có thể sửa cái thì nó như là bên kia thôi. Bên kia nếu mà khi mà xin sửa tiếp nhận rồi nó cũng có cái đơn xin sửa. Đấy, đơn xin sửa xong là chúng ta gửi lại. Đấy. Khi mà tiếp nhận rồi. Đấy là tôi giới thiệu sơ qua về cái đăng ký trên một cửa, còn trong cái thời gian tới thì sẽ tiếp tục hướng dẫn một số cái mà phát sinh trong cái quá trình đăng ký. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.